Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ái nữ nhà Đông Nhi khi đang ngủ vẫn không thoát khỏi cảnh bị mẹ dìm hàng. Winnie, ái nữ của ông Cao Thắng và Đông Nhi hiện đang là nhóc tì hot nhất nhì showbiz Việt. Bên cạnh việc được ba mẹ là những ngôi sao nổi tiếng, khoe con khắp các mặt trận, ái nữ còn rất hợp tác để cho ba mẹ dìm hàng. Dù trong mùa dịch, những khoảnh khắc đáng yêu của Winnie vẫn được hai ca sĩ thường xuyên đăng tải và có nhiều nội dung mới lạ. Trong mùa dịch, mẹ Nhi vẫn chăm chỉ diện đồ đẹp cho con gái. Là một nhóc tì được đông đảo cư dân mạng săn đón, Winnie lấy lòng người hâm mộ với tính cách hoạt bát hóm hỉnh, do đó hai ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tiếu táo của con gái. Mới đây Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh chụp lén công chúa nhỏ khi đang ngủ. Qua những bức hình, Winnie cho thấy bản thân là một cô bé rất yêu thích vận động, ngay cả khi ngủ cũng có những tạo dáng như đang tập thể dục. Nữ ca sĩ tăng thêm phần thú vị cho loạt ảnh bằng dòng trạng thái, ngủ trưa cho chóng lớn và không quên tập thể dục trong mơ. Ngay cả đang ngủ, Đông Nhi vẫn bắt được 1001 khoảnh khắc thú vị của ái nữ. Dù đang say giấc, Winnie vẫn bất khả chiến bại trước ống kính siêu dìm hàng của phụ huynh, kèm theo loạt hành động vung tay vung chân, độ meme của thiên thần nhỏ khiến dân mạng cười ngất. Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, khoảnh khắc an nhiên của cô bé như là một thứ vitamin giúp người hâm mộ thoải mái tinh thần và lạc quan hơn. Cô bé thực hiện động tác tập thể dục ngay tại giường với trạng thái ngủ ngon lành. Gần 10 tháng kể từ khi con gái chào đời, Đông Nhi và ông Cao Thắng vô cùng hạnh phúc cùng thiên thần nhỏ là bé Winnie. Ông yên nhi khôn lớn từng ngày, trên con đường bước vào thế giới mới, cô bé luôn chứng minh bản thân có sức hút đặc biệt không kém gì ba mẹ. Khi tỉnh táo vui đùa, cô bé tranh thủ tập thể dục nhưng chiếc bụng chính là vật cản. Là con gái của sao hạng A không phải là chuyện dễ, ái nữ dù mới hơn 9 tháng tuổi đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như thư ký cho tổng giám đốc ông Cao Thắng, quản lý nghệ sĩ Đông Nhi, làm cô giáo đến cả nhân viên giặt ủi. Dù dịch nhưng cô bé không hề rảnh rỗi, ngoài lao động chân tay còn chăm chỉ tập thể dục, khám phá cuộc sống xung quanh. Mọi khoảnh khắc đăng tải đều khiến khán giả lại thêm một lần lựa tim vì siêu cấp đáng yêu. Trước ống kính máy ảnh của ba mẹ, Winnie khiến người hâm mộ phì cười vì quá đáng yêu. Tiểu công chúa nhanh nhẹn và thích thú khám phá cuộc sống xung quanh. Có cục vàng là ngôi sao mạng xã hội, thay vì đăng tải những bức ảnh khoảnh khắc xinh đẹp của con, ông Cao Thắng và Đông Nhi lại thích dìm hàng ái nữ hơn. Càng lớn con gái lại giống hệt nam ca sĩ và mẹ bỉm luôn nằm trong danh sách họ chị em đẻ thuê. Khán giả đang đợi xem vài năm nữa sẽ có cô ca sĩ nhí nào đứng chung sân khấu với phụ huynh hay không. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.